Kính chào các khán thính giả thân thiết đang theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và dành thời gian theo dõi kênh. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày hạnh phúc và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong giai đoạn dịch bệnh đang hoành hành như hiện nay thì điều quan trọng nhất là ai cũng mong muốn đó chính là đảm bảo sức khỏe. Thế nhưng ngoài Covid ra thì căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng vô cùng đáng sợ, đó chính là ung thư thưa quý vị. Và để đảm bảo một sức khỏe tốt thì ngoài chế độ sinh hoạt, ăn uống phù hợp, hãy lắng nghe cơ thể bạn mỗi ngày để thăm khám sớm ngay khi có những biểu hiện lạ nhé. Đặc biệt là 6 dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm dưới đây. Người đang khỏe mạnh bỗng dưng xuất hiện 6 điểm báo này phải khẩn trương đi khám ngay để kịp chữa trị sớm. Mến chào quý cô bác và các anh chị đang xem kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Quý vị thân mến, những căn bệnh hiểm nghèo ngày nay thường có những dấu hiệu khác thường. Dấu hiệu cảnh báo bệnh không báo trước 1-2 ngày mà nó thường cảnh báo những biểu hiện lạ trong khoảng thời gian dài để cảnh báo cơ thể trước. Tại Đài Loan và trên thế giới, ung thư được coi là căn bệnh khó chữa và gây thiệt mạng cho nhiều người nhất. Mỗi năm, tại Đài Loan có hơn 48.000 người chết vì ung thư. Số ca ung thư mỗi năm vượt quá con số 100.000. Theo các chuyên gia, nếu một người bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng dưới đây trong vòng từ 1 đến 2 tháng thì khả năng cao bạn đã mắc ung thư, cần khẩn trương đi khám ngay để có phương pháp điều trị kịp thời. 1. Tự dưng trên người xuất hiện nốt ruồi bất thường trên bề mặt da. Ung thư da là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 9 ở Trung Quốc. Khối u ác tính này thường có hình dáng giống như một nốt ruồi. Nhưng làm sao để biết nốt ruồi đó có phải là ung thư hay không? Để có thể kiểm tra xem nốt ruồi của mình có phải ung thư hay không, bạn có thể để ý chi tiết một số yếu tố sau. Thứ nhất là nốt ruồi có hình thù không đối xứng, tức là hình dạng và kích thước của nốt ruồi không đều, méo mó, không rõ hình dạng. Thứ hai là đường viền của nốt ruồi, các cạnh của nốt ruồi không rõ nét, mờ nhạt và thậm chí có phần lồi lõm. Thứ ba là để ý đến màu sắc, màu của nốt ruồi không đồng đều, màu sắc lẫn lộn thì đây là những biểu hiện của một nốt ruồi bất thường. Thứ tư là đường kính của nốt ruồi lớn hơn 0,6cm và nó luôn thay đổi mỗi ngày thì cũng là nốt ruồi bất thường. Nếu thấy cơ thể có nốt ruồi có dấu hiệu trên, hãy đi khám sớm để kịp thời chữa trị các bác nhé. 2. Muốn đi đại tiện nhưng không thể đi được. Nếu bạn đột nhiên thấy người mình có biểu hiện đầy bụng, buồn đi vệ sinh nhưng lại không thể đi được, thì đó chính là biểu hiện của ung thư đại trực tràng. Đặc biệt đối với những người ngoài 50 tuổi bỗng dưng thay đổi thói quen đi đại tiện thì cũng rất dễ mắc phải căn bệnh này, nên đi khám càng sớm càng tốt. 3. Thường xuyên bị cảm lạnh và sốt không rõ nguyên nhân. Cảm lạnh thường xuyên là dấu hiệu rõ nhất, cho thấy hệ miễn dịch của bạn đang yếu dần. Suy giảm miễn dịch cũng là một trong những triệu chứng của bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Phổi của chúng ta ngoài việc cung cấp oxy cho cơ thể, nó còn đóng vai trò trong việc duy trì khả năng miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, nếu bạn bị cảm lạnh hơn 2 đến 3 lần trong một tháng và mỗi đợt cảm lạnh cứ kéo dài trong một tuần thì đây chính là dấu hiệu phổi đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nguy cơ ung thư khá cao. Vì vậy, bạn nên đi khám sớm. 4. Dễ chảy máu và mệt mỏi. Nếu bỗng dưng cơ thể bạn trở nên xanh xao, giống như các triệu chứng thiếu máu, dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, chán ăn hoặc dễ bị chảy máu, có thể là chảy máu mũi hoặc do đánh răng, có nhiều đốm tím và đốm đỏ trên cơ thể mà không rõ lý do, đây rất dễ là dấu hiệu của chức năng tiểu cầu và đông máu kém. Nếu trẻ em gặp những dấu hiệu trên, cần đưa bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá chính xác nhất. Còn với phụ nữ sau tuổi mãn kinh, không có kinh nguyệt nhưng giờ đây bất ngờ thấy chảy máu ở vùng kín thì khả năng cao đó là ung thư nội mạc tử cung. Cần đến gặp bác sĩ sản phụ khoa để được đánh giá và kiểm tra. 5. Chán ăn, buồn nôn và nôn, giảm cân nhanh chóng trong vòng 1 tháng. Khối u ung thư là một mô phát triển bất thường. Chúng cần máu, oxy và dinh dưỡng để phát triển. Chúng nhanh chóng lấy đi các chất dinh dưỡng từ cơ thể và khiến người mắc bệnh tụt cân nhanh chóng. Do vậy, nếu bỗng dưng cơ thể bị giảm cân hơn 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 tháng thì hãy để ý kỹ.
Ngoài ra, khi các khối u phát triển trong đường tiêu hóa, phổi, gan và tuyến tụy, chúng có thể chèn ép hệ thống thần kinh trung ương hoặc đường tiêu hóa, dẫn đến người mắc bệnh hay có triệu chứng chán ăn, gây buồn nôn và thậm chí là nôn luôn. Lượng thức ăn bạn tiêu thụ có thể giảm 1/3 so với trước đây. Vì vậy, chán ăn cũng là một dấu hiệu cảnh báo ung thư. 6. Có u xuất hiện trong cơ thể. Các tế bào ung thư sẽ xâm lấn các hạch bạch huyết khi chúng di căn. Nếu bạn cảm thấy trong cơ thể có một vài khối u cứng, bất động, ngày một lớn hơn, khi chạm vào không gây đau, thì đó có thể là một triệu chứng của bệnh ung thư và cần đi khám ngay. Thưa các bạn, mỗi ngày 24 giờ thì có tới 8 giờ chúng ta dành cho giấc ngủ. 1/3 đời người dành cho việc nằm ngủ, tái tạo năng lượng. Quả thực giấc ngủ có vai trò quan trọng trong đời sống và tư thế nằm ngủ cũng góp phần không nhỏ vào chất lượng của quá trình này. Bạn có thể nằm nghiêng, nằm ngửa, sao cho thoải mái nhất khi ngủ là được. Tuy nhiên thì tùy vào từng điều kiện sức khỏe thể chất khác nhau, các chuyên gia khuyến cáo nên có những tư thế ngủ phù hợp khác nhau sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn đấy. Dưới đây là 5 tư thế ngủ phổ biến và sự phù hợp của chúng cho từng đối tượng, cùng theo dõi. Ngủ tư thế nào tốt nhất cho sức khỏe? 5 tư thế ngủ tốt nhất ai cũng cần biết để chọn cái phù hợp với mình. Có 5 tư thế mà chúng ta thường ngủ, tùy vào căn bệnh, bệnh lý, giới tính, già trẻ và các bệnh khác mà bạn có thể ngủ khác nhau. 1. Ngủ theo tư thế nằm ngửa. Đây là một trong những tư thế ngủ tốt nhất, nhưng ít người thực hiện. Chỉ có khoảng 8% dân số ngủ kiểu này. Nằm ngửa khi ngủ, giữ cho đầu, cổ và lưng thư giãn ở vị trí tốt nhất. Không có nhiều áp lực lên các vùng này. Ngủ kiểu này cũng giảm triệu chứng của bệnh trào dịch axit. Bạn có thể kê gối lên cao chút để giảm thêm trào dịch axit. Tuy nhiên, tư thế này sẽ không thích hợp với những người bị béo phì hay bị bệnh ngưng thở khi ngủ do đường thở dễ bị hẹp do cổ to và lưỡi bị ép xuống. Tư thế này cũng khiến người béo phì hoặc mắc bệnh nào đó ngáy to hơn. 2. Ngủ theo tư thế nằm nghiêng, chân thẳng. Ngủ nằm nghiêng một bên với tay và chân thẳng là tư thế thường gặp ở nhiều người, chiếm khoảng 15% dân số. Tư thế này cũng giảm bệnh đau lưng và mỏi cổ do giảm áp lực trực tiếp lên các đốt sống. Bệnh nhân cũng ít bị ngáy hơn khi nằm tư thế này do đường thở thông suốt hơn. Vì vậy, đây là tư thế ngủ được bác sĩ khuyến khích ở người bị bệnh ngưng thở khi ngủ. Điểm yếu của tư thế này là tăng da nhăn trên mặt do tác dụng của trọng lực. Ngủ tư thế này thường xuyên một bên, trái hay phải, sẽ khiến da chảy xệ về bên đó. Tư thế này cũng có thể ảnh hưởng đến ngực phụ nữ do bị trọng lực kéo lệch xệ về một bên. 3. Nằm ngủ nghiêng nhưng lại cong lưng, co chân lên như con tôm, tư thế thai nhi. Đây là tư thế ngủ phổ biến nhất. Khoảng 41% dân số ngủ ở tư thế này. Đây là tư thế thai nhi do nhìn bạn khi ngủ sẽ nhìn giống như thai nhi lúc nằm trong tử cung. Đây là tư thế tốt nếu bạn đang mang thai do mạch máu dễ chảy đến khắp người. Tư thế này cũng giảm khả năng em bé ép lên bụng và ép lên gan khi bạn nằm ngửa. Tuy nhiên, khi nằm ở tư thế này, người ngủ không nên quá cong người vì sẽ làm ảnh hưởng đến đường thở do cơ hoành khó kéo lên xuống nhiều để hít thở sâu. Điều này có thể dẫn đến ngáy to hơn nếu người cong quá mức. Một cách đơn giản là kẹp gối ôm hay bất kỳ thứ gì ôm được vào giữa, giữ cho cơ thể không quá cong. 4. Nằm úp. Đây là tư thế ít ai muốn khi ngủ, nhưng một số người có thể sẽ phải nằm ở tư thế này do bị béo phì hay bị ngáy nhiều. Khoảng 7% dân số ngủ tư thế này để giảm ngáy và dễ chịu hơn khi ngủ. Tuy nhiên, tư thế này dễ bị đau lưng và đau cổ do cột sống cơ thể không ở vị trí thoải mái tự nhiên khi ngủ. Tư thế ngủ này cũng khiến áp lực nhiều hơn do cân nặng vào các cơ bắp và khớp, dẫn đến đau nhức thần kinh. Ngủ tư thế này cũng cần có một gối nằm có lỗ để đường thở dễ dàng, dạng như ghế massage. 5. Các tư thế ngủ khác. Ngủ ngồi, dựa vào gối kê cao. Đây là tư thế do các bệnh mãn tính hay cấp tính về phổi, có nước hay dịch trong phổi,
khiến cho quá trình trao đổi oxy khó khăn. Tư thế ngủ ngồi này ít được khuyến khích do áp lực lên cột sống và đau lưng nhiều hơn. Ngủ ngồi hay xảy ra trong lúc ngủ trưa nhưng ít được khuyến khích do khi vào giấc ngủ chúng ta sẽ thư giãn cơ bắp, dẫn đến ngã người xuống. Tóm lại, tư thế ngủ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon. Tư thế nằm ngửa, thẳng chân tay là tốt nhất.